Bạn tri kỷ, bạn tri kỷ thường được hiểu là một người bạn sâu sắc và gắn bó, người mà bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân một cách chân thành và không ngại ngùng. Tri kỷ không chỉ là bạn bè thông thường, mà còn là người hiểu bạn một cách sâu sắc, đồng hành với bạn qua các giai đoạn của cuộc sống. Ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của một người bạn tri kỷ trong cuộc sống cá nhân. Nó sẽ phân tích những đặc điểm của một tri kỷ, sự ảnh hưởng của họ đến đời sống tinh thần và cảm xúc của chúng ta, và cách mà mối quan hệ này có thể được xây dựng và duy trì. Ý nghĩa của bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ là người hiểu bạn không chỉ qua hành động và lời nói, mà còn qua những cảm xúc và suy nghĩ sâu kín. Họ có khả năng cảm nhận và chia sẻ những cảm xúc mà bạn có thể không dễ dàng bày tỏ với người khác. Một tri kỷ là người mà bạn có thể tin tưởng hoàn toàn. Họ không chỉ lắng nghe mà còn chia sẻ và bảo vệ bạn trong mọi tình huống. Sự chân thành trong mối quan hệ này tạo nên một nền tảng vững chắc để xây dựng lòng tin. Bạn tri kỷ không chỉ đồng hành trong những lúc vui vẻ, mà còn là người hỗ trợ và khuyến khích bạn trong những lúc khó khăn. Họ giúp bạn vượt qua thử thách và kỷ niệm những thành công, làm cho hành trình cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Vai trò của bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ thường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp sự hỗ trợ tinh thần. Họ là người mà bạn có thể chia sẻ những nỗi lo, lo lắng và áp lực, đồng thời nhận được sự khích lệ và động viên cần thiết. Mối quan hệ với bạn tri kỷ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình. Họ phản chiếu những đặc điểm và cảm xúc của bạn, giúp bạn nhận diện các khía cạnh của bản thân mà có thể bạn chưa nhận ra. Bạn tri kỷ khuyến khích bạn phát triển và trưởng thành. Họ giúp bạn đặt ra mục tiêu và động viên bạn theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Mối quan hệ này tạo động lực để bạn không ngừng hoàn thiện bản thân. Tầm quan trọng của bạn tri kỷ. Mối quan hệ với bạn tri kỷ góp phần làm giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần. Sự kết nối sâu sắc và sự hỗ trợ liên tục từ một tri kỷ giúp bạn cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ. Điều này rất có sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Một người bạn tri kỷ có thể giúp củng cố và phát triển các mối quan hệ xã hội khác. Họ có thể làm cầu nối và tạo điều kiện để bạn mở rộng mối quan hệ, đồng thời giúp bạn giải quyết xung đột trong các mối quan hệ khác. Những trải nghiệm và ký ức cùng với bạn tri kỷ thường rất đáng quý và lâu dài. Những kỷ niệm này góp phần tạo nên một cuộc sống phong phú và đầy ý nghĩa, giúp bạn cảm thấy cuộc sống đầy đủ hơn. Cách xây dựng và duy trì mối quan hệ tri kỷ. Giao tiếp chân thành và cởi mở là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tri kỷ. Hãy chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và kinh nghiệm của bạn một cách trung thực và lắng nghe người khác với sự tôn trọng. Dành thời gian cùng nhau và tạo ra những trải nghiệm chung giúp củng cố mối quan hệ. Sự hiện diện và chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng tạo nên sự gắn bó và sự hiểu biết lẫn nhau. Tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết để duy trì mối quan hệ tri kỷ. Hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ và khuyến khích nhau, đồng thời tôn trọng sự khác biệt và cá tính của nhau. Bạn tri kỷ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Họ không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là nguồn hỗ trợ tinh thần và cảm xúc, giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình và phát triển cá nhân. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tri kỷ đòi hỏi sự chân thành, giao tiếp mở và sự tôn trọng lẫn nhau. Một mối quan hệ tri kỷ thành công góp phần làm cho cuộc sống trở nên phong phú, ý nghĩa và đáng sống hơn.